Trại bò tự chiến nay ngày 20 mấy mấy rồi? Ngày 27 tháng 6 năm 2020 mình về một xe đó. Ngày mai mình về một xe nữa. Mình về trước một xe. Chuẩn bị xuống bò luôn, tự xuống bò ha. Mới về bán bò cực tiếp luôn anh em. Một con Pháp, hai con Pháp, ba con Pháp với hai con B là 5 con. 5 con còn cái lô bò đó gì dùng trôm, mấy con bò là gì dùng trôm. Mời anh khách dưới dùng trôm lên bắt mấy con đó. Trại bò tự chiến nay ngày 27 tháng 6 năm 2020 mình mới về trực tiếp xuống một xe bò đó nè. Con số 1 này là con Pháp ha. Đích gia chà bè Pháp F2 nè. Đuổi luôn. Cái dài nó là chỉ nước không chảy à. Hết biết cái lưng không? Đó, hai con trước nè. Cối luôn. Đó, lưng đích. Bè luôn. Hết hồng cái dài không? Cái dài hủng rồi. Hai cái dài trước đó nè. Nó hai cái rảnh có hai cái dài trước đó có hai cái rảnh hết hồng. Đó, con số 2 là con 3B. Đó, đích dài muối nha, con này muối á. Đó, dàn đích thối thác không? Viêm bay dàn đích là thối thác luôn. Con số 3 là con 3B luôn. 3B màu hồng hồng lam lam đẹp chưa? Lam lam. Con số 4 là con màu Pháp lỡ lứa. Đó, sừng cối luôn nè. Dàn đích đòn dài thẳng băng. Đó, con Pháp thứ 2, thứ 3, thứ 4. Con màu Pháp. Con số 5 là con màu Pháp. Xương cối luôn, đầu dần dần. Đó, số 5. Mình chở gì có 5 mấy, 5 con bò này nghe anh em. Đó, 5 con bò không biết nha. Còn mấy con bò này là về dòng trôm nha. Mấy con bò này về, cái anh với Tri ôi dòng trôm, anh lên chở luôn. Mình khỏi chở, tối lên chở. Đó, mình về đây như đây. Đó. Tại bò tự chiến ha, mời mấy anh em có dự tính nuôi bò, mấy anh em các tỉnh ha. Các tỉnh có dự tính nuôi bò đến trại bò mình xem.
tham khảo. Dịp nào thấy khoái khoái thì bắt về cặp bờ bồ bố béo chơi ha. Địa chỉ tại mình là Hương Lộ 19, xã Nhân Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Thành nhà thờ Cồn Dầu. Anh em mấy anh em từ cánh Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Củ Chi, Long An, Tiền Giang xuống cái cầu Rạch Miễu đây xuống mình, cái từ Rạch Miễu xuống mình 30 cây á. Alo. Nghe nè, nghe nè. Nghe. Không không mình đang làm mà. Đây chị nào thì đang chơi được, chơi được. Đó. Đó. Rồi đang khách xíu vào này. Rồi. Cái con này là con bò Pháp màu vàng hồng hồng, vàng lam lam hồng hồng rất là đẹp. Đây. Mình cầm cái máy mình quay ha. Tổng thể trần nếu mà và quay chuẩn đúng đó là tầm 4 mét chuẩn, mấy em thấy hết trơn từ đầu tới đít rồi, rất rõ không? Đó. Từ đầu đít ha. Phần ghim vai lưng đít ha. Chị bè, mình bắt bò là bò lép, đít nhọn dai lép là không bắt. Chứ nó thẳng là không bắt. Xương cối lưng đít cho bè đoạn dài là bắt. Đó, miên lông bò rất là đẹp. Một cặp lỡ lứa là cặp bầu Pháp. Cặp số 2 là cặp 3B. Đấy hồi rép đi vô con 3B con Pháp màu trắng hay với con Pháp màu vàng lam lam, Pháp giấy cầm giấy. Cầm giấy với con màu vàng lam lam để chung cặp quay riêng. Còn 4 bò lỡ lứa này quay riêng mấy anh em. Rất đẹp rồi, đít dai thấu thần. Mình em các tỉnh đến tại bò mình xem ha, tập hội kiến tại mình mua đi bắt cua béo gì vô béo chơi ha, thiếu thời gian đến trại còn không có thời gian đi thì chốt giá xong mình chở giao cũng được ha. Hương Lộ 19, xã Nhân Phú Tân, mình cho dầu cái xe nhà đổ dầu đi ha, lúc nào cũng ủng hộ với anh em. Đây con bò rất là đẹp, hai con bò 3B lỡ lứa với hai con Pháp. Con Pháp có đoạn thoát thác không? Đoạn dài lúc luôn. Đó, con số 1 là con Pháp lỡ lứa. Con số 2 là con Pháp lỡ lứa. Xương cối luôn. Hai chân trước, hai chân sau để hồi quay riêng mấy bò lỡ rồi quay riêng mấy con bò nhỏ hơn mình quay riêng cho mấy em dễ phân biệt ha. Nói chung chung là cũng không hiểu gì. Phân biệt là bò lỡ lứa riêng, bò nhỏ hơn riêng. Hai con này đặt nọc trăm trăm mấy anh em. Em nào có xài bò nọc bò Pháp thì gọi mình ha. Con này hai chân trước thẳng băng nha, giò sau thẳng rang luôn, móng rất đẹp. Hình đầu ha, lưng thẳng băng ha, hai giấy rất là đều, cu châm về phía trước. Con này đặt nọc đi, nên đi học được hết. Ngày mai mình về một xe nữa. Nay về xe, ngày mai về xe, nay chở lận xe, mai chở không hết nên là mình phải chở về trước xe, ngày mai chở xe nữa. Ngày 28 mình chở, ngày 27 bữa nay là ngày 27 mình chở xe, ngày 28 mình chở một xe nữa là về hai xe ha.